nha, hello nha, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok nha mọi người, lại vào chủ tài bắn cá đây em ạ. Vẫn là con app quen thuộc anh em nhá. Thì nếu như anh em nào chưa tìm được cho mình một sân chơi uy tín, an toàn, đảm bảo là bảo mật cao thì có thể tham gia và chơi cùng tôi anh em nhá. Đường link tôi sẽ để phần mô tả đấy. Em cứ vào và chiến thôi. Ok. Mới vào làm nhẹ nhẹ tí đã anh em ạ, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng tí đã, có nên làm tí rồng không nhỉ? Rồi mẹ đéo nổ rồi, mẹ em mình không giữ khách chút nào anh em ơi, chơi không giữ khách chút nào, mới vào mà đéo cho ăn anh em ạ. Đây anh em nhá, con rồng đấy nhá, phi qua làm tí rồng đi, em phải phi qua làm tí rồng đi, biết đâu nó nổ ngay luôn đấy. Lỗ rồi, lỗ rồi, mới vào thưởng nó như thế nha mọi người, lag rồi đi, còn em mình lag rồi nha mọi người, load lại tí nha, đéo hiểu kiểu gì luôn, cái mạng tôi đợt này nó kiểu gì nha mọi người. Tính ra nãy giờ chưa thua anh em ạ, nãy giờ chưa thua, nãy giờ bị lag này. Ôi, sao mẹ ngoài thì 78 mà vào đây thì vẫn được có 75 nhỉ, đây mẹ mình lag vãi đái luôn, lag vãi đái luôn anh em ạ. Ok đã thế thì bắn mức 20k đã, từ từ đã anh em nhờ, từ từ không phải vội. Rồi thì cứ vào thì cứ cứ anh em cứ cứ để ý cứ xem cho tôi trước là cái bách khoa loài cá này, đây cái bách khoa loài cá này thì mình nên nên chọn những con cá nào để chơi ấy. Thì hôm nay tôi sẽ nói qua một chút anh em nhé, nói chung là tôi cũng nói nhiều rồi nhưng mà một số anh em kiểu anh em mới vào theo dõi tôi sau này ấy, nên là anh em cũng chưa chưa nắm được thì tôi nói lại một lần nữa cho anh em hiểu nhá. Thứ nhất là mình chọn những cái dòng cá cuối này anh em, những dòng cá cuối này, đây là những dòng cá to, những dòng cá to tỷ lệ nhân cao đấy. Thì cái tôi ấy, thì tôi sẽ chọn bắt hai cái hàng cá này và đặc biệt là sẽ chú tâm vào hai con bot, đây là hai con bot anh em nhé, đây chính là hai con bot này đấy, bot này ghi như thế này nó dễ hiểu này, hiểu chưa? Thì những con bot này là thằng nhân 200 là nhân mức cao nhất, còn cái thằng này là khi mà anh em bắt được cái con rồng này ấy, thì những con cá xung quanh nó sẽ đều bị bắt hết đấy, nó bị bắt hết luôn đấy, thì nó cũng thuộc dạng cũng tầm nhân xấp xỉ 200 đấy. Đấy cũng tầm nhân xấp xỉ 200 anh em nhé, cho nên là nếu như mà anh em nào thích những con bot ấy thì tập trung vào hai cái thằng này. Cá nhân tôi thì cá sấu là cái con cái ưa thích của tôi, thỉnh thoảng là tôi có thể bắn sang rồng nhưng mà rồng thì nó khó ăn hơn rất là nhiều đấy, đấy lựa tùy lựa chọn của anh em thôi, có thể là tôi bắn rồng thì nó đen nhưng mà anh em bắt rồng thì nó là đỏ, nó là hên đấy, thì em cứ thế anh em chơi thôi được chưa. Rồi bắt đầu tiến hành anh em nhá, cứ bình tĩnh thôi anh em ạ, cứ bình tĩnh thôi, và khi nào mà mình đen quá anh em, mình đen quá ấy, địt mẹ mình nó ăn con rồng anh em ơi, má nó bú con rồng rồi này, thằng này nó bú con rồng rồi này, khi mà mình đen quá anh em thì mình có thể dừng lại, địt còn mẹ em mình thì mình có thể dừng lại đấy, dừng lại một tí ngắm nghía một tí cho nó qua cái đợt cá đấy đi, tức là cái đợt cá đấy nó khó bắn đúng không, cho nó qua đi. Đây cá sấu đây anh em nhá, cá sấu đây nhá, mình chiến cá sấu luôn này, mình chiến luôn cá sấu này đi, 20k chứ. Đây rồi, húp rồi anh em ơi, 4 củ nhá, thấy chưa? Anh em thấy không? Cá sấu nó rất là ngon anh em ạ, con cá sấu này là nhân 200 mà. Nhưng mà không phải là bắn lâu đâu, không phải cứ phải không không phải bot là cứ bắn lâu anh em nhá. Đấy em có thể để ý vào rồi, cái thằng này nó bắn con rồng này, nó cũng chạm hai chạm là nó gãy đấy, nó nổ đấy. Ok, 2 củ tiếp này. Đấy. Lý do mà tôi không chọn bắt những con cá nhỏ ấy là vì sao? Thì thường ấy những con cá nhỏ này như tôi đây mở cái bách khoa ra này, cá nhỏ nó chỉ nhân 2 này, nhân 4 này, rồi cái con cao nhất của cái hàng cá nhỏ này sẽ là nhân 18, thì ví dụ mình bắn 10 củ thì mình được 10 10 10k thì mình được 180k, nó chẳng bỏ bao nhiêu anh em, nó chẳng bỏ bao nhiêu, nhưng mà có một số con cá là nó cũng rất là lì, không phải bắn một phát là nó nổ nổ ngay được đấy, cho nên là cái khả năng mà mình lỗ nó cũng khá là cao. Cái gì mà mình chắc cú ấy thì mình chơi đúng không, cái gì chắc cú thì mình chơi, còn những cái vấn đề mà nó đe dọa đến cái lợi nhuận của mình ấy thì bỏ qua thôi anh em, rõ ràng như thế rồi đúng chưa, cái gì mà nó đe dọa đến cái lợi ích của mình thì chắc mình sẽ gạt nó ra khỏi cuộc sống thôi. Hộp này 4 củ này, ít địt còn mẹ mình lại bị cướp này, má thanh niên này cướp của tôi anh em ơi, giời ơi cướp ngay con cá chép ngay trước mặt tôi luôn mãi nha. Rồi húp thì húp ia cứ húp anh em ạ,
Chắc giờ này nâng lên 30k được rồi đấy. Giờ này nâng lên mức 30k được đấy. Bỏ cá chép qua bán rồng này. Xin con rồng là ngon luôn này. Làm mắt 6 củ rồng là ngon này. Không nổ rồi. Màu này xấu rồi đấy. Màu này xấu rồi đấy. Cho thanh niên này bắn đi. Mình qua xử lại con cá chép này xem thế nào. Nhiều khi mẹ tôi vừa nghỉ dứt phát là nó nổ đấy anh em ạ. Nhiều khi mà đen đấy anh em, là mình vừa dứt phát nó nổ ngay. Thằng kia nó ăn ngay anh em. Khi mà đen thì có nói như thế nào nó cũng thế thôi anh em nhé. Bú được con cá sấu này là lại ngon này. Không biết là có bú được không đây. Mẹ rửa người rồi, rửa người rồi. Rồi là đến lên loạt cá đen rồi đấy. Đến cái loạt cá đen lại rồi đây anh em ơi. Mẹ mày sẩy con cá sấu anh em ạ. Cây nhờ sẩy con cá sấu này. Rồi lấy cá chép làm thế vào thôi. Đây rồi, 5 củ này. Tiếp tục ra rồng này. Lần này là có chinh chiến với rồng tiếp không. Ok, 4 củ này, 3 củ anh em ạ. Được đấy, mẹ mày bù đắp cho như thế là cũng được rồi đấy anh em ạ. Có chiến rồng không này. Tin tưởng lần cuối cùng đi anh em ơi. Tin tưởng lần cuối cùng đi. Thật ra rồng nó nổ rất là ngon nên là nó thường nó hấp dẫn. Biết là nó khó rồi nhưng mà nó hấp dẫn quá anh em ạ. Nó hấp dẫn quá nên là mọi người vẫn đâm vào rất là nhiều. Rồi, map này không biết là có qua màn không. Anh em để ý là có một số map mà nó sẽ qua màn. Đến giữa rừng nó sẽ qua màn khi nào mà con boss cá sấu ra ấy. Thường con boss cá sấu ra ấy, là nó qua màn đấy. Thì anh em để ý những cái lúc đấy nhá, là mình đừng có bắn nó tốn đạn. Mình đừng bắn tốn đạn. Đấy. Nếu mà nó nổ thì không có vấn đề gì, nhưng mà đến cái mức đấy là nó sẽ xóa luôn, nó không cho nổ nữa. Đấy, nó gọi là qua màn anh em. Thôi, cho nó qua cái map này đi rồi chơi tiếp nhỉ. Đen quá anh em ạ. Đéo nổ luôn này. Vẫn nổ may quá, 2 củ rưỡi. Đây rồi, double kill anh em ơi. Làm hai phát được 5 củ đỡ. Đỡ anh em ạ. Mẹ mày. Làm hai phát double kill luôn. Tiếp tục mình làm tí rồng nữa này. Tôi sẽ đầu tư vào con rồng này là con rồng cuối cùng này anh em ơi. Nói cuối cùng nãy giờ rồi. Nhưng mà nó hấp dẫn qua màn rồi. Đi còn mẹ mày biết ngay mà. Giờ thật sự luôn, không để ý này. Rồi, qua màn rồi thì mình đánh tài xỉu rồi. Làm mấy tay tài xỉu anh em ạ. Úi giời ơi, lại đi đúng cái cầu sở trường của tôi nữa. Đi đúng cái cầu sở trường, cầu gãy đôi này anh em, gãy đôi này. Gãy đôi này. Mẹ mới đúng cầu sở trường luôn chứ còn gì nữa. Thôi, làm mấy tay thôi. Làm mấy tay thôi. Làm mấy tay ra xỉu cho nó rực rỡ đi. 60, 40 về 17, 17 đáy đỉnh rồi đúng không? 17 là đỉnh rồi đấy. Để xem có phải không nào. 17 là đỉnh rồi đấy. Đấy. Đỉnh 17 này, 17 chứ 6 là 11 này, 11 11 xuống 10 ok, về cái xỉu rồi. Về cái xỉu rồi anh em ơi, về cái xỉu rồi. 10 củ đi. Mẹ mày tầm này thì nghĩ ngợi cái gì. Xỉu bé luôn này. 4. Đi còn mẹ mày xỉu bé luôn này. Em thấy không? Vừa bảo về xỉu 10 bắt là về xỉu 10 ngay chứ làm sao mà chạy được anh em. Làm sao mà thoát được. Rồi, tiếp tục bắn cá thôi. Đấy, em thấy không? Kết hợp sự kết hợp giữa bắn cá và tài xỉu hài hòa. Đấy. Mang lại cái chiến thắng cực kỳ vang dội cho tôi. Ok, double kill anh em ạ. Double kill. Rồi, đây là lại 4 củ nhá. Lại 4 củ anh em nhá. Tầm này là đánh tự tin hơn rồi này. Có lại là đánh tự tin hơn này anh em. Bú không, bú không. Bỏ. Lại bỏ. Mày bắn phát rồng nữa. Hy vọng lần này sẽ có thưởng này. Hy vọng lần này sẽ có thưởng này anh em. Đây rồi. Tuyệt vời chưa? Rực rỡ luôn anh em ơi, rực rỡ luôn, 87 củ anh em ạ. Rồi, như vậy là hôm nay cũng lại được gần chục củ rồi. Thì chắc là tôi sẽ dừng lại thôi anh em ơi. Quá rực rỡ cho phát cuối cùng anh em nhá. Phát cuối cùng. Đấy, cuối cùng thì mình cũng lụm được con rồng anh em ạ. Cuối cùng thì cũng lụm được con rồng. Ok nha, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.